Chúng ta đến với trận thi đấu thứ 5. Bé Con thi đấu với Minh Nguyệt. Và trận này thì bé Con đánh theo kiểu Việt. Vừa đóng gờ xong thì anh nhìn thấy một đôi voi. Hơi đáng tiếc. Nhưng dù sao thì trong tình huống vừa rồi thì đôi voi cũng ở rất xa với nhà chính của bé Con. Một bãi quả có 7 cây. Khá đẹp mắt. Thêm một bầy hươu nữa ở cạnh cánh rừng thông. Nhưng bầy hươu này hơi khó ăn ở trước ép. Có lẽ cần phải khéo léo lùa hươu tách ra cánh rừng một chút. Đây cũng là một bầy hươu 6. Vâng, thậm chí là 7 con. Vâng, lùa những con hươu ra vị trí đẹp, sau đó anh sẽ đi dò tiếp, lại có SH. Vâng, như vậy thêm 2 voi nữa rồi. Tất cả bé Con đang có 4 voi. Nhưng đều là những con voi khá xa nhà chính nhà mình. Vâng, với những con voi khá xa như thế này, nếu như bé Con câu được 2 voi về nhà chính thì sẽ là tuyệt vời nhất. Vâng, những con voi ở khá xa. Gỗ đầu nhà bé Con cũng không phải là quá đẹp. Có lẽ phải quấy phút thứ tư thì bé Con mới có thể thiết kế được chiếc S đầu. Vâng, một con voi đá. Nông dân phi tới 4 mũi tên thì con voi bắt đầu di chuyển và lại đứng lại ngay. Vâng, như vậy là bé Con sẽ đưa một voi về nhà. Và dường như một voi sẽ được ăn ở chiếc BS. Vâng, con voi lại quay đầu. Hơi ngạc nhiên trong những tơn như thế này. Phải chăng thì bé Con sẽ lùa dần để... Vâng, con voi lại giữa chừng. Không quay đầu hẳn, cũng không quay về S. Bé Con còn phải để ý máu của con voi. Rất nhiều khả năng voi sẽ chết ở dọc đường. Vâng, rất lâu thì con voi mới có thể về được nhà chính nhà bé Con. Vì anh tiếp tục câu những con voi tiếp theo. Năm nông dân được thiết kế ăn gỗ. SH vẫn đang được đổ xăng. Vâng, như vậy là trận đấu ở dưới nhánh dưới Dinosaur thi đấu 9x đã được bắt đầu. Nhưng chúng ta hãy cùng chờ đợi nốt trận đấu giữa bé Con và Minh Nguyệt kết thúc đã. Chúng ta sẽ chuyển sang trận đấu đó ngay sau khi trận đấu này kết thúc.
Và trên kênh GTV3 thì có lẽ các bạn sẽ được theo dõi trận đấu giữa khủng long và Linda. Và như vậy là ngay từ lúc này thì các bạn đã có thể theo dõi trận đấu của Chiric Pro thi đấu với Daiso trên kênh GTV3 với bình luận viên Đức Trọng. Và mấy phút nữa thôi, khi bé con thi đấu xong với Minh Nguyệt, chúng ta sẽ đến với trận đấu của Huyền Thoại Linda thi đấu với tài năng trẻ của Team Hải Phòng, đó chính là khủng long khủng long HP. Khủng long HP vừa thua đồng đội của Linda trong Team Hà Nội, đó chính là Thu Hoàng Mai Nhi với tỷ số 4-2 trong những một series nghèo của khủng long. Rất đáng tiếc, khủng long đã phải xuống nhanh dưới và đối thủ của anh thì lại không lạ lẫm gì cho cam, chính là Huyền Thoại Linda. Vâng, Linda đã vừa thắng game thủ. Chúng ta cùng xem. Vâng, theo lịch thi đấu thì Linda đã vừa thắng Đinh Công Nhật. Tỷ số thì có lẽ các bạn sẽ update trên trang 1 của Topic thua trực tiếp. Và Linda đã lập được một kỷ lục ép đời ở 8 phút 20. Con đường để đến với chiếc vô địch của giải AOE Genji TV Solo Xeang 2012 sẽ là rất gian nan với những game thủ đã bị xuống nhánh dưới. Vâng, xuống nhánh dưới tức là phải thi đấu lại một vòng khi mình bị loại. Ví dụ như Hoàng Mai Nhi, anh đang thi đấu, chuẩn bị thi đấu trận chung kết ở nhánh thắng với Chim Sẻ. Nếu như anh thua, anh sẽ phải xuống dưới và thi đấu, vâng, không còn phải là trận chung kết nữa, phải lùi một vòng thi đấu trận bán kết ở nhánh thua. Yuna nếu thắng bé con Thái Bình, anh sẽ lọt vào trận bán kết của nhánh thua, bán kết 1. Và đối thủ của Yuna hoặc bé con sẽ là Chim Sẻ hoặc Hoàng Mai Nhi. Còn những cặp đấu tứ kết ở nhánh thua đang diễn ra rất khốc liệt, đó chính là trận đấu giữa Linda gặp khủng long và Dinosaur gặp 9X. Đây là những máu mặt, có lẽ là con đường đến với chiếc vô địch đẹp đẽ nhất, vâng, nhiều hồng nhất có lẽ đang thuộc về Chim Sẻ và Hoàng Mai Nhi. Hai anh chỉ còn cách chiếc vô địch, vâng, 9 trận đấu nữa thôi. Nếu như các anh thắng X0, Chim Sẻ và Hoàng Mai Nhi sẽ là người đầu tiên lọt vào trận chung kết của giải đấu. Vâng, người vô địch ở nhánh thắng sẽ gặp người vô địch ở nhánh thua. Và ở trong trận chung kết thì người vô địch nhánh thắng chỉ cần thắng thôi, anh sẽ vô địch ngay. Còn với những người đã lọt xuống nhánh thua, nếu anh có giành chiến thắng trong trận chung kết với người vô địch nhánh thắng thì anh cũng sẽ phải thi đấu tiếp một trận đấu nữa. Còn thi đấu lại, coi như là thi đấu lại trận chung kết thêm một lần nữa, đó chính là cơ hội dành cho game thủ ở nhánh thắng. Tất cả những người đã được lọt vào vòng 1/16 này thì phải thua 2 lần. Vâng, những người ở nhánh thắng phải thua 2 lần thì mới bị loại khỏi giải. Linda đã thua Chim Sẻ nhưng anh vẫn đang rộng cửa để có thể vào được trận chung kết của giải đấu. Khủng long, 9X, Dinosaur cũng vậy. Các anh đều là những game thủ bị thua ở nhánh thắng. Bây giờ xuống một nhánh và các anh đang phải đối đầu với nhau trong những trận đấu cực kỳ hấp dẫn. Các bạn có thể thấy trong pha điều R vừa rồi thì bé con là người bị thiệt hơn. Anh mất một cung R trong khi Minh Nguyệt thì vẫn còn nguyên. Bò bé khá cẩn thận và bây giờ thì bé con đang ốp 2 từ cung R thẳng vào nhà BA của Minh Nguyệt. Chắc chắn là Minh Nguyệt cũng sẽ có một tên cung lao thẳng vào bãi gỗ của bé con. Không, như vậy là Minh Nguyệt kéo quân về để thủ. Và bé con sẽ người bị mất tên cung R này. Chắc chắn mất thêm 3 cung R nữa. Vâng, bị vẩy E. Các bạn có thể thấy rằng Minh Nguyệt vẩy E rất tốt. Và anh đã bắt được tất cả là 4-5 cung R của bé con rồi. Bé con mất trọn vẹn một tên cung R. Và bây giờ thì những tên quân tiếp theo của bé con, anh lại đang đâm đầu lên một con dốc. Và vừa rồi lại tiếp tục, vâng, mất thêm 2 cung R nữa. Rõ ràng bé con đang khá non kinh nghiệm trong đường đi quân của mình. Trong đánh solo Xeang thì việc ép đời với những bài chuẩn 25+1, 24+1 hay 26+1 là điều mà các game thủ có thể thực hiện được hoàn hảo, đặc biệt là những game thủ tới từ top 1. Điều quan trọng của Xeang là cơ cấu nhà cửa, vâng, thực và gỗ để có thể sóc đều những nhà quân của mình
ở những thời điểm như phút thứ 18 thì các bạn phải có hai lựa chọn, đó chính là một là tăng A, hai là nâng chặt gỗ 2, ba là đóng BC để phát triển to. Thì vâng, các bạn game thủ top 1 thường làm như vậy. Trong đánh solo xeang thì có lẽ đường đi quân cũng là một yếu tố quan trọng để quyết định thành bại. Vâng, các bạn có thấy rằng bãi gỗ của bé con bị chăn và bây giờ cả đông dân ở nhà chính bị chăn nhưng anh không hề biết. Tỷ số đang là 3-1 cho Minh Nguyệt rồi. Nếu thắng trận này thì anh sẽ là người chờ đón vâng Hoàng Mai Nhi gặp chim sẻ từ nhánh trên xuống. Vâng, các anh sẽ từ trên trời rơi xuống để có thể thi đấu với Minh Nguyệt. Một cái tên rất hay. Minh Nguyệt cũng là tên của một game thủ trong top của AE Trung Quốc thời ngày xưa. Và bây giờ thì có lẽ Minh Nguyệt hay Minh Nhật, những game thủ Minh Nguyệt hay Minh Nhật đã bước sang tuổi 4X rồi. Nhưng trình đánh xeang của các anh thì có lẽ các game thủ trẻ Việt Nam còn phải theo dài. Trong giải đấu toàn Trung Quốc năm 2011 thì hai game thủ Minh Nhật và Minh Nguyệt đều là những game thủ ở tuổi 4X, thi đấu rất hay. Các anh vẫn còn giữ được những khả năng ép đời cũng như là đường đi quân. Chính kinh nghiệm của anh là điều quan trọng nhất trong việc solo xeang. Vâng, tham lai của bé con vẫn đang là 60 nhưng anh đang đánh toàn bộ ở thế thủ. Toàn bộ là anh đánh thế thủ. Minh Nguyệt là người chủ động đưa ra phương pháp tấn công của mình. Còn bé con là người phòng thủ lại. Vừa rồi là một pha lao vào bãi ruộng chính của game thủ bé con. Nhưng dường như Minh Nguyệt không làm hại được ai. 4 con cung R, vâng 5 cung R lao vào bãi ruộng thì bắn mỗi cung R bắn một nông dân. Vì vậy là số lượng dân chết là 0. Trong khi đó thì bé con đã mang toàn bộ vâng toàn bộ số quân ở nhà A của mình mới sinh ra về bắt gọn ở tờ cung R này. Vâng, bé con phải e nhưng không thành công. Những thao tác của bé con có vẻ như thể hiện anh đang hơi cóng. Việc đây là lần thứ hai anh được thi đấu ở một giải đấu vâng có tầm cỡ lớn. Rõ ràng không phải là một lợi thế dành cho game thủ bé con. Kinh nghiệm mà điều anh còn phải học hỏi rất nhiều trong thời gian tới. Hiện tại thì bé con đang thi đấu cho team 2 của Thái Bình cùng với những game thủ 9X. Được sự đầu tư của ông bầu Diego thì có lẽ trong thời gian tới 9X Thái Bình sẽ rất khỏe. Trong khi team 1 thì đang đi xuống thảm hại. Vâng, còn nhớ là sau khi vô địch giải miền Bắc năm 2009 thì Thái Bình cũng mất hình. Vâng, các anh mất hình tới tận năm 2011 mới trở lại. Suốt năm 2010 thì các anh không gây được tiếng vang gì lớn. 2011 thực sự là một năm thành công đối với team Thái Bình với rất nhiều những chức vô địch, và nửa đầu năm 2012 cũng vậy. Nhưng sau đó thì sau khi đội trưởng Tiểu Đức Long sa sút cũng như là Hoàng Lan thì chỉ giữ được kinh nghiệm của mình. Còn dường như anh không có sự đột biến cao. Trong một ngày đẹp trời thì Hoàng Lan vẫn có thể tỏa sáng. Nhưng sự không điều độ, vâng sự phong độ của anh không giữ được ổn định đã khiến cho team Thái Bình không khỏe như ngày xưa nữa. Và bây giờ thì Thái Bình không còn là đối trọng của team Hà Nội hay team Trường Phát nữa rồi. Các bạn có thể thấy một pha đóng cửa đốt nhà của bé con Thái, của game thủ bé con tới từ Thái Bình. Anh phải e để bắt quân của đối phương nhưng sau đó thì chính quân của anh không về cứu kịp. Và toàn bộ số nông dân ở bãi gỗ và bãi ruộng đã nằm xuống. Mặc dù tham lai của anh đang rất to 72/104 nhưng ra các dự là tham lai của Minh Nguyệt bây giờ vào khoảng 9X. Một tơn ăn sạch dân làm ruộng và làm gỗ của game thủ Minh Nguyệt. Vâng, tơn này thì Minh Nguyệt đã làm cho bé con nó giảm lực quá nhiều rồi. Bây giờ thì Minh Nguyệt sẽ cố gắng giữ quân, duy trì lợi thế của mình. Nhưng anh đang bị bắt quân, tơn này khá to, hơn chục cung R. Vâng, các bạn có thấy Minh Nguyệt chỉ mất chục cung R trong khi bé con phải lôi khoảng độ 40 con cung R để bắt 10 con cung R này. Hơi lãng phí tài nguyên. Vâng, trong cái lúc đó thì tiếp tục là một pha đóng cửa đốt nhà của team của game thủ bé con. Anh phải e để bắt quân nhưng không thành công. Bây giờ thì quân của anh ra cứu nhà VA lại bị tắc nghẽn. Rất cóng. Vâng, bé con đang thực sự cóng. Nông chặt gỗ là không nhiều. Minh Nguyệt đang móc vào bằng cả hai hướng. Có vẻ như bé con đang bị rối loạn. Liên tiếp là những pha đi quân vào bãi ruộng của game thủ bé con do Minh Nguyệt điều.
Điểm số Minh Nguyệt vẫn đang rất cao. Có lẽ là bây giờ thì tham lai của anh đang đề tham lai của bé con khoảng 5 năm và 4 năm rồi. Giá sự là số lượng cả dân cả quân của Minh Nguyệt sẽ là nhiều hơn, trong khi bé con mới chỉ có 6 nhà BA. Thì bây giờ giá dự Minh Nguyệt có khoảng 7 hoặc 8 nhà, ít thì cũng phải là 7. Anh không bị mất dân từ đầu cho đến bây giờ. Nhà cửa cũng không bị động. Bé con thì đang đánh rất thụ động, chống trả toàn bộ những tấn công của game thủ Minh Nguyệt. Vì vậy mà các bạn có thể thấy rằng là số lượng dân của Minh Nguyệt bây giờ ít thì cũng phải gấp rưỡi số lượng dân của game thủ bé con tới từ Thái Bình. Bé con Thái Bình sóc quân thì cũng khá đều, nhưng dân nhà chính thì không được đều cho lắm. Vâng, để làm được điều đó, điều vừa sóc quân vừa sóc dân đều thì là rất khó. Không phải game thủ top 1 nào cũng có thể làm được. Cho nên team thì chúng ta vẫn luôn ca ngợi những game thủ top 1 đánh cực hay khi cầm cung trong cánh. Nhưng ở trong đánh team thì khác hoàn toàn so với đánh solo. Solo mà sóc quân không đều thì tù luôn. Trong khi đánh team thì các bạn hoàn toàn là có thể đánh với bài, đó chính là đánh 4 nhà bé ạ. Vâng, đột nhiên thì Minh Nguyệt quýt. Vâng, chúng ta hãy cùng xem tại sao Minh Nguyệt quýt. Vâng, 5 nhà BA, nhà không có rừng. Anh quýt rất bất ngờ. Tỷ số là 3-2. Vâng, như vậy là bé con Thái Bình đề tham tư.